Chào mừng các em đến với tiết học ngôn ngữ văn 8 hôm nay. Các em thân mến, trong tiếng Việt của chúng ta cùng với những từ toàn dân, đó là những từ ngữ được sử dụng phổ biến trong toàn quốc, thì chúng ta còn có những từ địa phương, đó là những từ ngữ chỉ được sử dụng ở một hoặc một số địa phương nhất định. Trong số các từ ngữ địa phương đó có những từ dùng để gọi tên hoặc để chỉ hoạt động tính chất trạng thái như các em đã được học. Bên cạnh đó, từ địa phương còn có những từ ngữ dùng để xưng hô. Để hiểu biết về điều đó, tiết học ngày hôm nay tiết 139 chương trình địa phương phần tiếng Việt sẽ giúp các em tìm hiểu. Các em hãy lấy sách vở đồ dùng học tập bộ môn để cùng học bài nhé. Chúng ta học bài. Ta đi vào bài học tiết 139 chương trình địa phương phần tiếng Việt. Các em sẽ thực hiện nội dung công việc này trong sách bài tập, cụ thể là các em sẽ chuẩn bị cho cô sách giáo khoa. Các em mở cho cô sách giáo khoa trang 145 và sách bài tập trang 119 để chúng ta học tập. Các em sẽ đi vào phần thứ nhất, cô sẽ hướng dẫn các em chúng ta luyện tập. Ở phần bài tập này, ở bài học này thì cô về mục tiêu của bài học, cô sẽ về kiến thức thì cô sẽ cung cấp cho các em nắm được trong giao tiếp. Người Việt sử dụng đại từ, danh từ chỉ quan hệ thân thuộc trong gia đình hoặc một số từ chỉ chức vụ nghề nghiệp để xưng hô. Thứ hai, về kiến thức thì các em cũng nắm được cách xưng hô chịu sự chi phối của các yếu tố như vai xã hội, hoàn cảnh giao tiếp. Còn về kỹ năng thì các em cần nắm được cho cô, cần hiểu được, cần nhận diện được các từ xưng hô địa phương và sự tương ứng của chúng trong các từ toàn dân. Thứ hai, các em là có kỹ năng lựa chọn và sử dụng từ xưng hô địa phương hoặc từ toàn dân phù hợp với vai xã hội cũng như hoàn cảnh giao tiếp. Về thái độ thì các em qua bài học này, các em có ý thức sử dụng từ ngữ xưng hô trong hoàn cảnh giao tiếp cho phù hợp và thực sự có hiệu quả. Và đó chính là mục tiêu của tiết học này. Chúng ta sẽ đi vào nội dung cụ thể, đó là cô sẽ hướng dẫn các em đi vào luyện tập. Các em sẽ theo dõi cho cô nội dung luyện tập này. Các em sẽ thực hiện trong vở bài tập ngữ văn trang 119. Các em sẽ mở sách bài tập ngữ văn trang 119 để chúng ta hoàn thành nội dung của phần bài tập. Ta đi vào bài tập 1. Các em sẽ theo dõi bài tập 1 ở trong sách giáo khoa trang 145. Cô sẽ đọc bài tập 1 như sau. A. Thoáng thấy mẹ về đến cổng, thằng Dần mừng nhảy chân sáo. U đi đâu từ non chưa đến giờ, có mua được gạo hay không? Sao U lại về không thế? Ngô Tất Tố trích tiểu thuyết Tắt Đèn. Phần trích B. Mẹ tôi vừa kéo tay tôi, xoa đầu tôi hỏi, thì tôi òa lên khóc, rồi cứ thế nức nở. Mẹ tôi cũng sụt sùi theo. Con nín đi, mợ đã về với con rồi mà. Nguyên Hồng trích những ngày thơ ấu. Và ở phần bài tập 1 này, các em đã nghe cô đọc và yêu cầu của bài tập 1 như sau. Yêu cầu thứ nhất là các em xác định các từ xưng hô địa phương trong đoạn trích trên. Cô nhắc lại yêu cầu của bài tập 1, đó là xác định các từ xưng hô địa phương trong đoạn trích trên. Và yêu cầu thứ hai, đó là trong các đoạn trích trên, những từ xưng hô nào là từ toàn dân, những từ xưng hô nào không phải là từ toàn dân nhưng cũng không thuộc lớp từ địa phương. Và đó chính là yêu cầu của bài tập 1. Và các em luôn nhớ cho cô là ta tạm thời quy ước ở chữ màu đen trong bài. Toàn bộ chữ màu đen trong bài là phần mà các em sẽ phải ghi. Còn các màu khác, màu xanh, màu đỏ chẳng hạn, cô thể hiện trong bài thì đó là những phần các em theo dõi để chúng ta là suy nghĩ, chúng ta tham khảo.
cô nhắc lại một lần nữa như vậy để các em là chú ý trong cái cách ghi trong vở cho phù hợp. Nội dung ký ức này thì trong các tiết học, ở những bài học trước cô vẫn thường ký ức, các em luôn nhớ và thực hiện cho cô như thế. Vậy thì với yêu cầu của bài tập 1, yêu cầu thứ nhất là xác định các từ xưng hô địa phương trong đoạn trích trên. Vậy thì theo các em, ở trong bài tập 1 có hai phần trích A và phần trích B, thì những từ ngữ nào là những từ ngữ xưng hô ở địa phương? Vậy thì để làm được bài tập này thì trước hết các em cần phải nhớ được từ ngữ xưng hô là gì, thì các em thấy đó là những từ ngữ mà được sử dụng để xưng hô trong cuộc sống hàng ngày. Và đặc biệt thì chúng ta thấy rằng trong tiếng Việt chúng ta thấy là trong hệ thống từ toàn dân thì có rất là nhiều, có hệ thống những từ ngữ để xưng hô, ví dụ như là cụ, ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em, rồi là cô, dì, chú, bác, cậu, mợ, vân vân. Và đó là những từ toàn dân. Còn ở một số những địa phương khác thì chúng ta thấy rằng có những từ ngữ xưng hô mà chúng ta thấy là chỉ được sử dụng ở một hoặc một số địa phương đó. Vậy thì cụ thể các em theo dõi cho cô trong phần trích A và phần trích B này thì có những từ ngữ nào là những từ ngữ xưng hô thuộc những địa phương đó. Vậy thì theo các em thì chúng ta thấy là trong phần trích này có từ ngữ nào là từ địa phương hay không? Và đặc biệt trong đoạn trích đó thì những từ xưng hô nào là từ toàn dân và những từ xưng hô nào không phải là những từ toàn dân nhưng cũng không thuộc lớp từ địa phương. Vậy thì có lẽ là để có thể giúp các em hoàn thành được bài tập 1 thì cô có định hướng như sau. Thứ nhất là chúng ta có thể thấy trong bài tập 1 thì có từ ngữ xưng hô, đó là từ U. Cô nhắc lại, từ ngữ xưng hô đó là từ U, dùng để gọi mẹ. Và đặc biệt thì từ U là từ xưng hô mà chúng ta thấy là vẫn được sử dụng ở trong rộng rãi đấy. Đó là từ toàn dân và được sử dụng là với trước kia thì chúng ta thấy là từ cũ đấy, từ trong xã hội trước kia thì chúng ta thấy là người sinh ra con thì có thể là gọi chung. Đấy, chúng ta thấy người phụ nữ đấy sinh ra con cái thì gọi là U, nhưng chúng ta thấy ngày nay thì từ toàn dân của chúng ta đó là từ mẹ. Tiếp theo thì các em có thể thấy từ xưng hô toàn dân trong hai phần trích trên, đó là từ ngoài là từ mẹ thì ta thấy còn có từ con. Vậy thì chúng ta có thể xác định từ xưng hô toàn dân đấy, đó là từ mẹ và từ con. Tiếp theo thì ta thấy trong hai phần trích trên thì ta còn thấy được là từ xưng hô không phải là từ toàn dân nhưng cũng không phải lớp từ địa phương, đó là từ mợ. Và từ mợ thì như các em thấy đó chính là biệt ngữ xã hội, và từ mợ này là từ xưng hô được sử dụng là trong phạm vi đó là tầng lớp xã hội, đặc biệt đó là thường là tầng lớp là trung lưu trong xã hội chúng ta, xã hội cũ trước đây thì những cái tầng lớp trung lưu trong xã hội, đặc biệt là trước cách mạng tháng 8 thì một số tầng lớp đấy, tầng lớp trung lưu trong xã hội chúng ta là họ vẫn xưng hô, ví dụ người phụ nữ sinh ra con đấy thì ta thấy là tầng lớp trung lưu ấy là người ta xưng hô đó là mợ. Thì ta thấy từ mợ này là được sử dụng ở phần trích B mà chúng ta đã gặp. Như vậy là cô đã giúp các em hoàn thành được bài tập 1. Sau đây chúng ta sẽ chuyển sang bài tập 2. Và bài tập 2 có yêu cầu như sau. Các em theo dõi sách giáo khoa để nghe cô đọc.
Bài tập 2 yêu cầu tìm những từ xưng hô và cách xưng hô ở địa phương em và ở những địa phương khác mà em biết. Cô đọc lại yêu cầu của bài tập 2 để các em cùng theo dõi. Tìm những từ ngữ xưng hô và cách xưng hô ở địa phương em và ở những địa phương khác mà em biết. Vậy thì ở bài tập 2 này, yêu cầu các em sẽ tìm, các em sẽ sưu tầm những từ ngữ xưng hô ở địa phương chúng ta nếu có. Đấy. Và ngoài ra thì còn ở một số những địa phương khác mà chúng ta thấy là trong cái hệ thống từ ngữ xưng hô chúng ta thấy là chỉ có ở địa phương khác, đấy, địa phương chúng ta hoặc địa phương khác mà không phải là từ toàn dân. Vậy thì theo chúng ta là ở địa phương chúng ta có không nhỉ? Thì cô cũng là người con của quê hương Phú Lưu thì là cô thấy ở địa phương chúng ta không có những từ ngữ xưng hô nào là từ địa phương, mà chúng ta thấy là hầu hết các từ ngữ chúng ta được sử dụng hàng ngày thì chúng ta thấy là chúng ta, địa phương chúng ta đều là sử dụng các từ ngữ xưng hô, đó là những từ toàn dân. Tuy nhiên thì các em thấy rằng là ở là một số địa phương khác, ví dụ như là ở Trung Bộ, ở Nam Bộ thì chúng ta thấy rằng là có một số những từ ngữ xưng hô đó là những từ địa phương, và cô có thể định hướng để các em có thể tham khảo ngoài những từ ngữ mà các em có thể sưu tầm thì cô có thể định hướng như sau. Các em thấy các từ ngữ xưng hô và cách xưng hô ở một số địa phương khác thì có, chẳng hạn như các em có thể tham khảo như ở Nghệ Tĩnh thì em thấy có các từ như thế này các em ạ. Từ mi tương ứng với từ toàn dân đó là từ mày. Từ choa tương ứng với từ toàn dân là từ tôi. Đấy. Hay như là ở Thừa Thiên Huế thì chúng ta thấy là có từ em. Đấy, tương ứng với từ toàn dân là từ anh. Từ ả tương ứng với từ toàn dân của chúng ta đó là từ chị. Hay nữa mà cô có thể cho các em tham khảo đó là ở Nam Trung Bộ thì ta có thể bắt gặp từ tâu nhé, từ tâu các em ạ, tương ứng với từ xưng hô toàn dân đó là từ tao. Đấy. Hay là từ mày tương ứng với từ toàn dân đó là từ mày. Đấy. Tiếp theo thì ở Nam Bộ chúng ta lại bắt gặp chẳng hạn từ tôi tương ứng với từ toàn dân là từ tôi. Đấy, Nam Bộ thì xưng hô đấy tôi, còn ở Nghệ Tĩnh như trên thì chúng ta thấy là từ choa, đúng không ạ? Từ ba mà chúng ta cũng tiếp tục thấy tương ứng với từ toàn dân là từ cha, hay như chúng ta có thể thấy là bố đấy, từ bố đấy. Từ thứ ba mà cô có thể cho các em tham khảo từ xưng hô ở Nam Bộ đó là từ ổng. Từ ổng thì tương ứng với từ toàn dân của chúng ta đó là từ ông ấy. Thì ngoài ra thì còn có nhiều những từ khác mà đây thì cô có thể là tạm thời cho các em tham khảo ở một số những từ ngữ xưng hô ở một số địa phương khác, ví dụ như ở Nghệ Tĩnh, ở Thừa Thiên Huế, ở Nam Trung Bộ hay ở Nam Bộ, mà cô có thể giúp các em để hoàn thành bài tập này thì các em có thể là hoàn thành bài tập 2 này. Thì các em thấy là trong bài tập của các em thì các em có thể thấy là cũng có khác một chút, thì cô có thể thấy ví dụ như là ở trong bài tập 2 trong sách bài tập thì các em có thể nhìn vào trong sách bài tập thì cô có thể hướng dẫn như thế này. Trong đó thì có bảng phần A đấy. Thì ta thấy là từ toàn dân là từ mẹ. Thì ở địa phương chúng ta thì ta thấy là nếu không có từ xưng hô khác thì các em có thể thấy chẳng hạn như chúng ta thì có là từ mẹ thì các em cũng sẽ hoàn thành. Hay ở địa phương khác thì qua phần cô đã định hướng cho các em tham khảo ở trên thì các em có thể là thấy được ở một số địa phương khác thì có thể là chúng ta cũng thấy phần này đã làm mẫu, đó là có từ bầm
từ má, từ đẻ, từ mạ. Từ thứ hai, từ bố thì địa phương chúng ta thì cũng xưng hô là bố. Ở các địa phương khác thì các em cũng có thể bắt gặp đó là từ tía, từ cha, từ ba hay từ bọ, vân vân. Hay từ cô thì địa phương chúng ta cũng xưng hô là cô. Tuy nhiên ở một số ở địa phương khác, cô lấy ví dụ như ở là các một số vùng miền Nam Trung Bộ hay là Nam Bộ thì xưng là o. Đấy, o. Hay từ bà nội thì em thấy ở địa phương chúng ta cũng xưng hô là bà nội, nhưng ở Nam Bộ thì có thể là họ chỉ xưng hô là nội. Ông ngoại thì từ địa phương chúng ta cũng xưng hô là ông ngoại. Ở địa phương Nam Bộ thì gọi là hay là xưng hô là ngoại. Tiếp theo ở phần B trong bài tập, các em theo dõi trong vở bài tập nhé. Cô hướng dẫn các em những cách xưng hô ở địa phương em, thì các em có thể thấy chúng ta có thể dễ dàng hoàn thành được. Chẳng hạn như từ thứ nhất thì các em thấy anh trai của bố được gọi là, theo các em là gì nhỉ? Là bác có đúng không? Tiếp theo em trai của bố được gọi là chú. Tiếp theo cô hướng dẫn tiếp, các em có thể theo dõi trong sách bài tập, chị gái của bố được gọi là bác. Đấy, chúng ta đấy gọi là bác. Em gái của bố của chúng ta đấy thì chúng ta sẽ gọi là cô. Anh trai của mẹ chúng ta sẽ gọi là bác. Em trai của mẹ chúng ta gọi là cậu. Bố của bố, bố của bố nha các em nhé, thì chúng ta gọi là ông nội. Mẹ của bố chúng ta đấy, mẹ của bố được gọi là bà nội. Còn bố của mẹ chúng ta các em nhé, thì ta gọi là ông ngoại. Được chưa nhỉ? Mẹ của mẹ chúng ta thì chúng ta gọi là bà ngoại. Như vậy cô đã hướng dẫn các em hoàn thành xong bài tập 2 trong vở bài tập. Các em sẽ tiếp tục chuyển sang bài tập thứ 3. Bài tập thứ 3 yêu cầu như sau. Các em theo dõi cô đọc bài tập 3. Từ xưng hô của địa phương có thể được dùng trong hoàn cảnh giao tiếp nào? Từ xưng hô của địa phương có thể được dùng trong hoàn cảnh giao tiếp nào? Vậy thì để hoàn thành được bài tập 3 này thì các em có thể thấy là ở trong sách bài tập đấy thì các em thấy là có hướng dẫn là em cần xem lại hoàn cảnh dùng từ xưng hô địa phương và đánh dấu vào ô mà em cho là phù hợp. Thì các em có thể thấy rằng là nếu căn cứ vào trong sách bài tập yêu cầu thì các em có thể thấy thế này. Chúng ta có thể đánh dấu, chúng ta sẽ tích dấu nhân vào trong bài tập các em nhé. Thì cô có thể là các em theo dõi trong bài tập để cô hướng dẫn này. Trong hoàn cảnh giao tiếp thì các em thấy là thứ nhất, gặp người thân trong gia đình. Gặp người thân trong gia đình thì từ xưng hô địa phương được dùng. Chúng ta thấy là trong trường hợp này, khi mà gặp người thân trong gia đình và đặc biệt là gia đình ở những địa phương, ở mỗi địa phương nhất định thì chúng ta thấy là những người ở địa phương đó là có thể sử dụng những từ ngữ xưng hô ở địa phương. Vậy thì tương ứng với ô cột bên cạnh, chúng ta sẽ đánh dấu tích vào đó, dấu nhân vào đó. Tiếp theo, hoàn cảnh thứ hai đó là gặp người đồng hương. Và ở phần này chúng ta cũng sẽ đánh dấu tích, đúng không? Vậy thì khi gặp người đồng hương thì những người ở địa phương, những người đồng hương đó cũng sẽ sử dụng những từ ngữ xưng hô ở địa phương. Chúng ta đã đánh dấu tích, dấu nhân vào. Tiếp tục, trong các cuộc họp long trọng. Vậy thì trong các cuộc họp long trọng thì chúng ta thấy có nên sử dụng từ ngữ địa phương không nhỉ?
Và ở đây thì cô sẽ định hướng luôn nhé. Chúng ta thấy trong các cuộc họp, đấy, xin lỗi các em này, trường hợp tiếp theo gặp người tỉnh khác nhé, trường hợp thứ ba đã, chúng ta thấy gặp người tỉnh khác thì chúng ta thấy là chúng ta không nên sử dụng những từ ngữ địa phương, bởi vì khi mà gặp những người ở tỉnh khác, nếu chúng ta xưng hô bằng những từ ngữ địa phương thì chúng ta thấy rằng là cũng sẽ là gây khó khăn. Có thể là những người ở địa phương, những tỉnh khác có thể họ không biết hay là không biết những từ xưng hô ở địa phương chúng ta. Chính vì vậy mà khi gặp những người ở tỉnh khác, chúng ta không nên là những người ở địa phương đấy mà có những từ ngữ xưng hô đó, thì sẽ không nên sử dụng những từ ngữ xưng hô ở địa phương mình. Các em tiếp tục theo dõi tiếp. Ở trong hoàn cảnh thứ tư ở trong bài tập đó là trong cuộc họp long trọng, thì chúng ta thấy trong cuộc họp long trọng chúng ta cũng không nên sử dụng những từ ngữ xưng hô ở địa phương, mà như cô đã giải thích ở phần trên đấy, thì trong các cuộc họp long trọng thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ sử dụng những từ ngữ xưng hô, đó là những từ toàn dân, để những cái nội dung mà trong cuộc họp đó thì sẽ giúp cho mọi người là đều có thể là hiểu được. Vậy thì hai ô đấy mà chúng ta cô vừa hướng dẫn, gặp người tỉnh khác và trong các cuộc họp long trọng thì chúng ta sẽ không tích vào. Tiếp tục, trong cuộc họp thiếu niên xóm, thì trong cuộc họp thiếu niên xóm, nếu là học sinh đấy, thiếu niên trong xóm, thì chúng ta thấy là những thiếu niên trong xóm có những từ xưng hô địa phương, thì chúng ta thấy là các em đó có thể sử dụng những từ ngữ xưng hô trong địa phương đấy, và nói hẹp hơn là thôn mình đấy, xóm mình. Tiếp tục, khi chơi với những người bạn cùng làng và chơi những người bạn cùng làng, chúng ta thấy trong trường hợp này thì đó là chúng ta có thể, hay là những người địa phương đó có thể sử dụng những từ ngữ địa phương. Vậy thì hai ô ở cái cột tương ứng chúng ta thấy là chúng ta sẽ tích vào là sẽ là được phép sử dụng những từ xưng hô địa phương. Tiếp theo, vậy thì qua phần cô đã hướng dẫn ở đây thì chúng ta có thể rút ra đó là từ xưng hô địa phương. Phần này thì cũng có thể các em có thể tham khảo, bởi vì trong vở bài tập không có nội dung để ghi nội dung này, thì các em có thể thấy từ xưng hô địa phương được thường được dùng trong phạm vi hẹp ở địa phương, rồi là gặp người đồng hương hay là những bạn bè thuộc các tỉnh bạn ở nước ngoài hay là gia tộc, gia đình. Thứ hai, từ ngữ xưng hô địa phương cũng được sử dụng trong các tác phẩm văn học ở một số mức độ nhất định nào đó để tạo không khí địa phương cho tác phẩm. Tiếp theo, thứ ba, từ ngữ xưng hô địa phương không được dùng trong các hoạt động giao tiếp quốc tế, quốc gia và các hoạt động có nghi thức quan trọng. Vậy thì qua bài tập 3 mà cô đã hướng dẫn các em để chúng ta hoàn thành trong bảng này, thì chúng ta cũng rút ra được 3 nhận xét trên. Và đặc biệt thì cô nhắc lại trong bài tập không có chỗ để ghi nội dung này, và nội dung này thì các em cũng có thể là tham khảo, các em không cần phải ghi vào vở. Tiếp theo nhé, cô sẽ hướng dẫn các em tiếp tục hoàn thành bài tập 4. Bài tập 4 yêu cầu như sau: đối chiếu những phương tiện xưng hô được xác định ở bài tập 2 và những phương tiện chỉ quan hệ thân thuộc trong bài chương trình địa phương tiếng Việt chúng ta đã học ở học kỳ 1 và cho nhận xét. Vậy thì chúng ta sẽ là cho nhận xét, thì chúng ta có thể thấy rằng là có nhận xét như sau: trong tiếng Việt có một số lượng, trong tiếng Việt đấy có một số lượng khá lớn các danh từ chỉ họ hàng thân thuộc và chỉ nghề nghiệp chức vụ được dùng làm từ ngữ xưng hô. Nên cô có thể là rút ra nhắc lại lần nữa nhận xét như sau:
Trong tiếng Việt có một số lượng khá lớn các danh từ chỉ họ hàng thân thuộc và chỉ nghề nghiệp chức vụ được dùng làm từ ngữ xưng hô. Và cô có thể lấy ví dụ để các em tham khảo. Cô lấy ví dụ như thế này để các em nghe, các em tham khảo. Ví dụ như để gọi một người tên là Thoại, ta có thể lựa chọn chẳng hạn như thế này. Từ ngữ xưng hô ông Thoại. Khi mà sử dụng từ ngữ xưng hô ông để gọi ông Thoại là để tỏ thái độ tôn trọng người lớn tuổi, đứng đắn hoặc có địa vị xã hội nhất định. Còn gọi là lão, từ sử dụng từ ngữ xưng hô từ lão để gọi ví dụ như lão Thoại là tỏ thái độ coi thường hoặc giễu cợt một người đứng tuổi không đứng đắn. Hay có thể là có người sử dụng từ ngữ xưng hô từ gã, ví dụ như gã Thoại, tay Thoại, chàng Thoại, tên Thoại, thần Thoại, khọm soạn Thoại, một già Thoại, táo già Thoại, bố già Thoại, vân vân. Thì chúng ta thấy các từ như gã, tay, chàng, tên, thằng, họ, mọt già, cáo già, bố già, vân vân. Thì ta thấy rằng xưng hô với mỗi cái cách gọi thường kèm theo một thái độ. Ví dụ như ở trên thì đó là thái độ là ghét này, hoặc là khinh thường, vân vân. Vậy thì chúng ta thấy rằng là mỗi những cái từ xưng hô như trên thì đều là tỏ những cái thái độ nhất định. Chính vì vậy mà qua cái cách sử dụng từ ngữ xưng hô, tham khảo cái cách sử dụng từ ngữ xưng hô như trên, thì cô cũng muốn lưu ý với các em đó là tùy theo điều kiện, tùy theo hoàn cảnh đấy, hoặc là khi mà chúng ta thấy rằng là tỏ cái thái độ tôn trọng hay là tôn trọng, yêu kính hay khinh ghét, mà chúng ta có thể sử dụng từ ngữ xưng hô làm sao cho phù hợp. Và đặc biệt là cái mục đích cuối cùng của việc sử dụng từ ngữ xưng hô ở đây, nó đó là đạt được cái mục đích giao tiếp mà chúng ta đề ra. Hay có thể cô có thể cho các em tham khảo nữa, đó là chẳng hạn như là từ ngữ xưng hô ở đây cũng có thể là dùng để là chỉ cái địa vị xã hội. Cô lấy ví dụ như chẳng hạn như cũng là người tên Thoại, thì có thể là chẳng hạn như trong trường hợp là địa vị kèm theo như là bộ trưởng, là giám đốc, là nhà báo, vân vân, thì có thể là người ta có thể là dùng như là bộ trưởng Thoại, giám đốc Thoại, nhà báo Thoại, vân vân. Thì trong những hoàn cảnh giao tiếp cụ thể như trên, người ta có thể bỏ tên, chỉ dùng chẳng hạn như tay giám đốc ấy, lão nhà báo ấy. Thì mỗi cách gọi này cũng thường kèm một thái độ nhất định, thì các em cũng có thể lưu ý cho cô. Và chẳng hạn như khi mà gọi bộ trưởng Thoại, giám đốc Thoại, nhà báo Thoại, chúng ta thấy là người ta đã dùng là chức vụ để mà chức vụ nghề nghiệp để gọi. Nhưng nếu là tay giám đốc ấy, lão nhà báo ấy, thì ta thấy từ tay, từ lão để sử dụng là đã kèm theo cái thái độ ở đây, đó là thái độ có thể là khinh ghét hoặc là thiếu sự tôn trọng. Vậy thì chúng ta thấy rằng là qua bài tập mà cô vừa hướng dẫn để mà, và đặc biệt là lấy ví dụ như trên, thì một lần nữa lưu ý các em là từ ngữ xưng hô là chúng ta thấy rất là phong phú. Khi sử dụng từ ngữ xưng hô thì các em cần biết lựa chọn làm sao cho phù hợp để tỏ là cái thái độ chẳng hạn như là tôn trọng đối với những người mà chúng ta đang xưng hô, hoặc là khi mà chúng ta thấy là thực sự phải tỏ thái độ khinh ghét thì chúng ta mới sử dụng những từ ngữ mà thiếu lịch sự để xưng hô. Đấy, các em lưu ý như thế. Và cũng một điều nữa mà ở bài tập 4 cô muốn lưu ý với các em, đó là tác dụng của cách sử dụng từ ngữ xưng hô. Thì như ở bài phần trên cô cũng đã
phần nào là cho các em thấy được có cái tác dụng thứ nhất đó là giải quyết được một số khó khăn đáng kể. Đấy, đó là những cái từ ngữ xưng hô địa phương đấy. Thì giải quyết được một số khó khăn đáng kể trong vốn từ, trong vốn từ vựng tiếng Việt. Số lượng từ xưng hô địa phương còn hạn chế cả về số lượng và sắc thái biểu cảm. Thứ hai đó là thỏa mãn được nhu cầu giao tiếp của con người, đặc biệt là nhu cầu bày tỏ những biến thái tình cảm vô cùng phong phú và phức tạp trong quan hệ giữa con người với con người. Vậy thì đó chính là tác dụng của việc sử dụng từ ngữ xưng hô. Đấy, thì chúng ta có thể là, đặc biệt thì chúng ta thấy là từ ngữ xưng hô địa phương đấy, thì có thể đó chính là giải quyết được một số khó khăn đáng kể. Chẳng hạn như trong vốn từ ngữ từ vựng tiếng Việt chúng ta, thì chúng ta thấy là cũng còn có những cái khó khăn đáng kể. Và thứ hai nữa là thỏa mãn cái nhu cầu giao tiếp của con người, và đặc biệt đó chính là nhu cầu giao tiếp của những con người ở những địa phương nhất định. Thì các em thấy là như vậy. Như trên thì cô đã giúp các em là hoàn thành bài tập, và đặc biệt là hoàn thành nội dung tiết học trong tiết 139, và đó chính là cái tiết cuối cùng trong cái chương trình ngữ văn lớp 8 mà các em cần phải hoàn thành. Sau tiết học này thì cô muốn lưu ý các em là chúng ta là theo dõi bài trên YouTube mà cô vừa gửi đấy, để các em ghi chép đầy đủ ở trong vở bài tập mà cô vừa hướng dẫn. Thứ hai là các em đối chiếu từ ngữ xưng hô địa phương với những từ ngữ chỉ quan hệ gia tộc mà chúng ta biết, đặc biệt là những từ mà từ toàn dân ở, đặc biệt mà chúng ta vẫn sử dụng ở địa phương chúng ta, và chuẩn bị nội dung ôn tập cuối học kỳ 2 theo thời khóa biểu mà nhà trường gửi, và với là 4 tiết ôn tập kiểm tra cuối kỳ 2 tới đây. Sang tuần sau ấy, cô sẽ dạy trên Zoom, và khi mà có thời khóa biểu thì các em sẽ theo dõi để chúng ta học, để làm sao cái việc thi kiểm tra cuối kỳ của các em đạt được hiệu quả cao nhất. Giờ học của chúng ta đến đây là hết. Chúc các em chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại các em trong những tiết ôn tập kiểm tra học kỳ, kiểm tra cuối kỳ tới đây. Thân ái chào các em.